Phát xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube của Phát nha. Hôm nay Phát làm kem lăn cho gia đình Phát ăn, thì Phát sẽ quay cho các bạn xem là cái cách mà Phát làm kem lăn như thế nào, thì Phát để cho các bạn xem. Thì Phát sẽ dùng là 1 lít sữa tươi không đường nha các bạn, là nguyên một chai này luôn nè các bạn nè, là 1 lít sữa tươi không đường là Phát đang nấu ở trong cái nồi này, với lại là một nửa sữa ông Thọ. Là làm bánh lăng thì Phát sẽ dùng là sữa ông Thọ thôi các bạn, là Phát không có dùng đường. Thì cái độ ngọt các Phát Phát chỉnh theo cái độ ngọt mà gia đình Phát hay ăn, thì các bạn cũng vậy, nếu mà các bạn thấy ít ngọt quá thì các bạn cho thêm, hoặc là các bạn thấy ngọt quá thì các bạn sẽ bớt đi đó. Cái cách Phát làm là như vậy đó các bạn. Bây giờ thì Phát sẽ đợi cái sữa tươi này sôi lên chút xíu thì Phát sẽ bỏ sữa ông Thọ vào nha các bạn. Còn cái này là Phát sẽ dùng là 5 quả trứng gà nha các bạn. Nè, Phát sẽ dùng 5 quả trứng gà. Thì cái Phát thấy là làm bánh lăng á, cái đánh cách mà mình đánh trứng gà nó rất là quan trọng luôn. Nếu mà mình mà đánh mạnh quá là bánh nó sẽ bị rỗ đó các bạn, bánh nó sẽ không có được gọi là được mịn cái bánh á. Cho nên là cái cách mà Phát đánh trứng gà Phát đánh rất là nhẹ luôn. Phát quay cho các bạn xem đánh trứng gà. Phát dùng là 5 quả trứng gà, một lít sữa tươi không đường, với lại là một nửa sữa ông Thọ đó, tùy theo cái độ ngọt của mình đó, thì các bạn thích ăn ngọt hơn thêm, còn các bạn thấy ngọt quá thì bớt ra đó. Thì cách đó thì cái đó Phát nghĩ là cái bước đó thì cũng không có khó lắm, nhưng mà cái đánh trứng gà đó là mới là đó. Phát nhìn nè, à, các bạn nhìn Phát đánh trứng gà, Phát đánh nhẹ lắm, không có đánh mạnh nha các bạn. Đánh xong đó là Phát dùng lưới Phát lược lại cái trứng gà, với khi mà sữa mà nấu mà xong mà được á, là Phát sẽ bỏ sữa ông Thọ vào. Sữa tươi mà được á, Phát sẽ bỏ sữa ông Thọ vào, rồi khi mà nguội á thì là Phát sẽ trộn chung với lại trứng gà này. Các bạn nhìn này, Phát sẽ đánh như vậy thôi các bạn đó, đánh sơ như vậy thôi nha các bạn. Phát không có đánh mạnh, đánh mạnh là cái bánh của mình sẽ bị rỗ, nó không có được ngon theo cái cách Phát làm như vậy đó. Phát đã đánh sơ xong rồi đó các bạn. Còn bây giờ thì Phát sẽ quét bơ lên mấy cái hộp hình trái tim này nha các bạn. Phát sẽ quét bơ lên để lát nữa là Phát thắng nước đường á, Phát bỏ nước đường vào làm caramel ở dưới đáy cho nó khỏi bị dính nha các bạn. Phát sẽ quét bơ vô hết trong này luôn đó, Phát quét bơ như vậy đó các bạn, quét một cái nữa. Đây các bạn nhìn nè. Còn cái này là Phát thắng nước đường nha các bạn. Nước đường để Phát bỏ vào giống như caramel ở dưới cái đáy hũ á. Bây giờ Phát sẽ tắt bếp nha các bạn. Thì Phát sẽ bỏ vào đây là 3 muỗng đường cát trắng á, với lại một ít nước. Rồi mà khi mà bắt đầu vào màu cánh gián á, Phát sẽ thêm một chút xíu chanh. Phát sẽ bắt vào một chút xíu chanh nha các bạn. Bây giờ là Phát, hồi nãy là có bơ đó, cho nên là khi mà đổ xong á thì là bánh lăng nó sẽ không có dính vô cái này. Nè, Phát bỏ vào đây hết này các bạn nè, Phát bỏ trong mấy cái hũ hũ như vậy. Còn cái này là Phát làm nước cốt dừa đó các bạn. Nước cốt dừa thì Phát dùng 250 ml là cái hộp nước cốt dừa Phát hay dùng đó. Với lại là Phát bỏ vào là 2 muỗng cà phê đường mía đó các bạn, 2 muỗng cà phê đường mía, với lại 1 muỗng cà phê bột năng á. Phát khuấy với nước đó, rồi Phát bỏ vào cho nó sệt sệt cái nước cốt dừa á. Còn bên đây là cà phê đen nha các bạn, thì Phát có bỏ đường vào đây, cà phê này nè, lát nữa Phát ăn chung với bánh lăng á nha các bạn. Thì Phát sẽ nêm theo cái ngọt ngọt á, nói chung là Phát muốn là cà phê ngọt ngọt á chứ không phải là đắng không các bạn, cho nên là Phát muốn làm cà phê với lại nước cốt dừa ăn chung với bánh lăng luôn đó các bạn. Bây giờ thì Phát sẽ
trộn trứng gà hồi nãy các bạn Phát sẽ trộn chung với lại Phát sẽ đổ chung vào sữa mà hồi nãy Phát nấu, bây giờ là sữa nguội này nè các bạn, là Phát sẽ đổ đổ chung vào. Nói chung là chủ yếu là cái bánh trứng của mình đó các bạn, bạn đừng có đánh tơi trứng ra thì bánh răng nó sẽ bị rỗ đó. Làm nhẹ nhàng cái trứng thôi, làm nhẹ nhàng thôi. Trứng Phát đổ rất là Phát đánh nhẹ lắm, nói chung là không có đánh mạnh. Cái trứng, cái bước đánh trứng nó rất là quan trọng, mình không biết mình đánh mạnh là bánh nó sẽ bị rỗ mà ra không có phải là bánh lăn nữa. Nó sẽ khuấy nhẹ nhẹ như vậy thôi nha các bạn. Thì bây giờ thì Phát sẽ dùng lưới á, Phát sẽ lọc cái bánh lăn này vào trong cái ca, Phát sẽ lọc nữa, do trong đây nó có như vậy thì Phát sẽ lọc cái bánh lăn, Phát sẽ lọc cái hỗn hợp này ra cái lưới nha các bạn. Bây giờ thì Phát sẽ đổ sữa vào lưới này Phát lọc nha các bạn. Lọc như vậy đó nha các bạn. Mấy còn mấy cái đồ trong lưới này Phát sẽ bỏ đi. À, củ trứng đó các bạn à. Thì Phát sẽ cắt một bịch đường vanilla này bạn. Một bịch đường vanilla này là Phát sẽ bỏ vào trong cái thau mà hồi nãy hỗn hợp Phát mới lọc ra nó cho thơm á. Do có trứng á, cũng bay mùi tanh tanh chút xíu nên Phát bỏ đường vanilla một một gói vanilla này vào cho nó thơm. Thì bây giờ tới cái bước này là Phát mới đổ hỗn hợp hồi nãy vào trong cái ca, Phát bây giờ là Phát sẽ đổ vào trong mấy cái hộp hình trái tim này nha các bạn. Bây giờ là Phát sẽ đổ vào. Đó, Phát sẽ phải đổ vào như vậy, lát nữa Phát sẽ hấp. Bây giờ là Phát sẽ hấp bánh lăng nha các bạn, thì Phát sẽ bỏ vào vào đây như vậy nha các bạn đó. Phát sẽ hấp từng cái một, do cái này nó nhỏ quá, cái hộp thì nó bự á, Phát sẽ hấp từng cái một thôi các bạn. Phát kẻ chồng lên. Đó là như thế này các bạn nha. Đó, Phát sẽ hấp. Phát xin chào các bạn nữa nha. Thì là bánh lăng của Phát á, Phát hấp là 15 phút đó các bạn. Thì bây giờ là Phát sẽ lấy bánh lăng ra đây nha các bạn. Thì cái bên dưới này cũng là đủ 15 phút rồi nha các bạn. Đó. Có nó bị lộn chút xíu nè. Bên này nè, bên này thì không sao, cái đang ở trong thì không sao, điều đó chung là Phát hấp 15 phút do cái hộp này nó hơi dày đó, còn là các bạn đổ ít hơn thì Phát nghĩ là thời gian sẽ nhanh hơn đó các bạn, tại là Phát toàn là bỏ trong cái hộp hình trái tim này không nha các bạn à. Phần bánh lăng của Phát làm xong rồi đó các bạn, thì là Phát quay cho các bạn xem á, một lát nữa là Phát sẽ lấy bún hũ, bún hộp này cho nhà Phát ăn. Trứng ấy, lòng đỏ của trứng gà nổi lên, rồi với lại cái này là còn cái này là nước á, nước thắng Phát thắng đường màu vàng ở dưới, bây giờ nó chảy lên đó các bạn, đó. Nó bị lỗ chút xíu, lòng lòng đỏ trứng nó nổi vàng lên đó. Bún hộp bún dĩa kem lăng á, Phát đổ ra dĩa rồi đó các bạn. Bún hộp á hồi nãy á, Phát đổ ra dĩa rồi nè. Bây giờ thì chồng Phát với hai đứa nhà Phát sẽ ăn. Đó, Phát quay cho các bạn xem. Hình trái tim. Cái hộp này là lâu rồi. À, các bạn nha, thì kem lăng của
Phát làm xong rồi đó, bây giờ thì Phát với lại hai đứa con với chồng Phát sẽ ăn á. Đây này các bạn. Dạ, ai lên luôn rồi, đi mình xíu thì được con đó. Không biết các bạn có thấy không ta? Rồi, để xuống đi. Rồi làm giáo ăn thôi, giáo thăm ăn hả luôn. Alo, xin chào. Alo, xin chào. Xin Lên ăn nó chào một chút. Xin chào các chú. Rồi, làm giáo này nó nhé. Ừ. Cái này là cà phê hồi sáng Phát làm á, với lại nước cốt dừa Phát bỏ vào trong đây này nha các bạn. Cà phê thì hai đứa chưa có ăn được, chỉ là chồng Phát cho Phát ăn chút xíu thôi, do chồng Phát thích ăn kiểu đó. Rồi, lên đây em, mama đổ nước dừa. Dạ, là chú đi không? Ừ, đó không? Dạ, cô có nước em. Có thêm sự cảm xúc nữa. Chào Lê Nam. Phát cũng làm cho ba mẹ chồng Phát ăn rồi đó. Em chồng thì chưa ăn. Nhờ ăn cho mẹ. Em chồng thì chưa ăn nhưng mà ba mẹ chồng thì ăn rồi. Dạ, sao hiểu đó. Ok, cô ta là gì? Cô ta là gì? Cô ta là gì? Hả? Cô ta là gì? Dạ, nó chú lấy cô ta là gì? Cô ta là gì? Cô không biết để camera để quay gì, không biết đưa lên vậy các bạn thấy không ta, đưa lên như này đó. Không biết có thấy không, do sao đó. Nước cốt dừa với lại nước cà phê Phát bỏ chung vào. Cái này ngon lắm, thì các bạn làm theo cách mà Phát bày á, thì cái sữa ông thọ đó là Phát dùng mà chưa hết, còn một chút xíu, nói chung là còn dưới đáy hộp một chút xíu nữa thôi, nói chung còn một mức này này là sữa ông thọ đó. Rồi Phát dùng một lít sữa tươi á, sữa tươi không đường á đó. Đó, cái dung lượng Phát làm như vậy. Phát không có dùng đường để làm bánh lăng, Phát chỉ dùng đường cát trắng để thắng vào nước làm màu vàng á, cho bánh nó nhìn đẹp đẹp á. Đó. Còn nước nước cốt dừa này thì Phát làm Phát dùng đường mía, mía đường Phát dùng Phát làm. Cà phê được là Phát làm nó hơi đậm chút xíu rồi, nên Phát thấy hơi đắng đắng, nhưng mà Phát cũng hỏi chồng Phát là có đắng không, anh nói là không, anh nói là không. Lena thì hôm nay muốn cục tóc hai bên nó đi học. Mỗi lần mỗi ngày đi học á là Phát sẽ làm mỗi kiểu tóc khác nhau cho Lena đi học. Có lúc thì Lena muốn cột hai bên, có lúc thì muốn cột tóc đuôi ngựa thì Phát sẽ làm theo cái ý của Lena. Có lúc thì Phát cắt tóc rồi. Smack cook hả? Yeah. Còn Lena trả lời là kem lăng ngon hả? Lena nó già hả? Không, chị Lena ăn sao chắc chịu mà. It's not the soup, it's not the soup. Ừ.
có sô bằng gì không? Em cho trả lời cô chú xem. Kem lăng em cho thấy ngon không? Tim thì ăn hơi vụn về chút xíu. Chồng phát chỉ. Mấy món mà phát quay video phát làm là phát qua đây phát hay ăn phát hay làm cho nên là phát quay video rồi. Nói chung là ăn thấy ngon rồi đó thì phát những món mà phát tự làm mà phát ăn thấy ngon á thì phát sẽ quay video lên chia sẻ cách làm đó. Còn 3 cái nữa thì phát làm tổng cộng là 7, là 7 hũ và 7 hộp này, nhưng mà bây giờ 4 cái thì tim nó là còn 3 cái, tim nó là 3 cái nữa. Hai đứa này thì mỗi lần mà phát làm cái này á, nhà hai đứa chỉ ăn nước cốt dừa thôi chứ không có uống, không có cho cà phê cho hai đứa. Với lại hai đứa này là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới hiện tại là chưa uống một giọt coca hay là nước ngọt, tại phát không có cho. Phát có giải thích rõ ràng cho hai bé nghe, phát có nói là khi nào lớn đi thì Lena muốn cà phê, hay là Lena với em muốn uống cái gì thì Lena uống, nhưng mà bây giờ thì chưa, mama chưa có cho, mama muốn tốt cho Lena với em thôi. Phát có giải thích đó, cho nên là hai đứa này chưa bao giờ mà phát cho uống coca, uống nước coca đó. Nếu mà đi ăn xin Nhật Bản á, thì cũng phát cũng giảm luôn. Phát nói là nếu mà mama của bạn nó hỏi uống nước ngọt hay không thì cứ trả lời là nước, cứ trả lời là nước cho mama. Thì phát có nói với lại ba mẹ chồng á, thì ba mẹ chồng cũng tôn trọng cái ý kiến của mình á, thì là ba mẹ cũng cho uống nước rồi thôi. Chứ hai đứa này là nước ngọt có ga đó, hai đứa này chưa uống bao giờ. Phát có bắt nước cam rồi đó cho hai đứa uống thôi. Bắt nước cam thì uống với lại nước, hai đứa này chủ yếu vậy, với lại sữa tươi không đường đó. Phát hay là cái đó cho hai đứa uống này. Chứ uống còn nhỏ mà uống sợ rồi là răng rồi đó, cũng không có là đỡ răng. Lena no hả? Bây giờ Lena nói Lena no rồi đó. Hút xanh thì no, hút xanh thì no chứ. Hút xanh à? Chồng phát ăn, anh ăn cũng hết luôn rồi. Giờ phát ăn. Phát cảm ơn các bạn đã xem video của phát. Phát cảm ơn các bạn đã xem video của phát thì. Bây giờ gia đình phát cũng ăn bánh lăng xong rồi đó. Rồi giác mai chưa? Bây giờ là chồng phát đòi ăn của tiên nữa đó. Tạm biệt các bạn. Em no luôn. Rồi tạm biệt cô chú đây.